mà sửa sửa không 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 có nước. Sửa xong rồi nhưng lại không có nước này. Ừ. Chỉ Nghĩa là sửa không từ từ lúc đầu tư đến giờ cái bể này vẫn khô cạn như thế. không cả hết. Công trình xuống cấp, bể không có nước. Đây là thực trạng chung của Nhiều nhiều thùng công quá trình nên cấp nước là sạch nông thôn phải ở huyện Mường Ảng đã đi vào hoạt động nhưng hiệu quả vận hành thấp do công tác quản lý sau đầu tư còn khó khăn, lúng túng. Công trình cấp nước sạch nông thôn tại bản Nập Pọng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn 13 năm VKB và nguồn vốn theo quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ với tổng mức đầu tư trên 2 tỷ đồng. Công trình này cung cấp nước sạch cho trên 51 hộ dân trong bản. từ 2016, 2017 về đấy, từ giờ đến đây thì cũng là hai hồng hốc rừng rừng thì cũng không được sử dụng nhiều, thì cũng cái bể nước là có nước sử dụng thì chỉ là có hai bể, thì tất cả là cái bể kia thì cũng hồng hốc rất không 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 được sử dụng. Thì cũng đã thành lập tổ vận hành bảo trì qua các năm. Thế thì trong những năm gần đây, thì trong năm đầu tiên thì bà con nhân dân thì tổ chức thực hiện rất là tốt. Sau một thời gian sử dụng kéo dài thì bà con nhân dân thì một là do có nhận thức là nguồn nước là nó ở xa kéo dài. Sau đó thì về cái tổng thể trong quá trình tổ chức vận hành thì một số bà con nhân dân ấy tổ chức thì cũng không được tốt lắm. Thì trong mấy năm qua gần đây thì nước sử dụng ấy thì không đồng đều đến bể. Thì bà con nhân dân là tự chủ động là đi mua bòi, là tự đắp từ tại nguồn để dẫn về sử dụng, là mang tính chất là cá nhân. Hiện nay trên địa bàn huyện Mường Ảng có 81 công trình nước sạch nông thôn. Hầu hết các công trình khi bàn giao đưa vào sử dụng đều hoạt động tốt. Việc để công trình không hoạt động được là do khâu quản lý, vận hành của người sử dụng. Sau một thời gian tổ quản lý vận hành hoạt động thì là cái công trình đấy cũng bộc lộ nhiều khó khăn, ví dụ như là không thu được tiền sử dụng nước của bà con nên là không có kinh phí để duy trì tình trạng hoạt động của cái tổ quản lý vận hành đấy. Do vậy là quá trình điều tiết nước thì là cũng gặp khó khăn, là một số bể là thường là không có nước để sử dụng. Nước sạch đang là nhu cầu thiết yếu của nhiều hộ dân ở nông thôn. Đây cũng là một trong những chỉ tiêu quan trọng để xây dựng nông thôn mới. Việc quản lý các công trình cấp nước sạch là việc cần thiết để đảm bảo duy trì cuộc sống sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về nước sạch, nước hợp vệ sinh và đặc biệt là công tác bảo vệ, duy trì, vận hành các công trình nước sạch nông thôn.